Avezac. Hàng nghìn bài giảng miễn phí liên tục cập nhật và đổi mới. Vào thư viện app, tải ngay Avezac. Xin chào tất cả các em. Như các em đã biết thì cái thể loại truyền thuyết mà chúng ta đã được học thường gắn liền với lễ hội dân gian và sự tôn vinh các anh hùng trong một cộng đồng. Thì cái chuyện cười mà hôm nay chúng ta học thì lại thường hướng tới những cái đời thường mang tính giản dị, mang tính sinh hoạt, giải trí cao. Có thể nói thể loại chuyện cười là một trong những cái thể loại mang đậm chất quần chúng, mang đậm chất bình dân nhất. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu tác phẩm Tam Đại Con Gà, một trong những chuyện cười đặc sắc nhất của văn học dân gian. Trước hết, phần đầu tiên của chúng ta đó chính là tìm hiểu chung. Đầu tiên, cô và các em sẽ cùng nhau đi tìm hiểu chi tiết hơn về cái thể loại chuyện cười. Đầu tiên là về khái niệm. Nó là một tác phẩm tự sự dân gian ngắn, có kết cấu chặt chẽ, kết thúc bất ngờ, kể về những sự việc xấu, trái với tự nhiên trong cuộc sống. Để làm gì? Để có tác dụng gây cười nhằm mục đích giải trí và phê phán. Nếu so sánh với cái thể loại truyền thuyết và sử thi mà chúng ta đã học ở những bài trước, thì cái thể loại tự sự dân gian này nó lại có dung lượng ngắn hơn rất là nhiều. Quan sát trong sách giáo khoa thì em sẽ thấy cái bài Tam Đại Con Gà này so với cái bài sử thi, cái đoạn trích chiến thắng một tao một xây, hay là Tấm Cám, hay là Chuyện An Dương Vương, thì các em sẽ thấy là cái chuyện cười có dung lượng rất là ngắn hơn rất nhiều so với các chuyện khác. Thứ hai là nó sẽ, trong cái chuyện cười này nó sẽ miêu tả, nó sẽ kể về những cái sự việc xấu, cái trái tự nhiên trong cuộc sống. Và từ những cái sự việc xấu, trái tự nhiên này, các em sẽ tạo ra được cho em tiếng cười với cái mục đích là giải trí, phê phán chúng. Và cái thể loại chuyện cười này nó được tạo ra trên cơ sở cái đáng cười, để phát hiện ra, tạo ra cái cười thông qua những cái sự đối lập, cái mâu thuẫn trong xã hội. Nó liên quan đến xã hội và ý thức con người có thể nhận ra. Vì vậy, trong cái phần đặc điểm, chúng ta sẽ đi tìm hiểu cái đáng cười và cái cười. Đầu tiên là cái đáng cười. Cái đáng cười ở đây đó chính là cái đáng cười. Nó chứa trong cái bản thân mình những cái mâu thuẫn, cái trái ngược ở trong xã hội. Và chính là cái đáng cười này nó sẽ phát hiện, nó sẽ gây ra cái cười. Trong cái đáng cười này, cô có hai loại lớn. Loại thứ nhất đó chính là chứa cái mâu thuẫn trái với tự nhiên. Cái mâu thuẫn trái với tự nhiên này sẽ tạo ra cho chúng ta một cái tiếng cười hài hước. Còn cái đáng cười mà chứa cái mâu thuẫn mang ý nghĩa xã hội, cái mang ý nghĩa xã hội đây đấy là cái xấu đối lập với cái tốt, cái giả dối đối lập với cái trung thực, thì cái mâu thuẫn này sẽ mang đến cho chúng ta một cái tiếng cười trào phúng, tức nghĩa là cái phê phán cái đối tượng mang cái mâu thuẫn xấu đó. Còn về phần cái đáng cười, cái cười đây là cái hành động cười, phát ra tiếng cười của chúng ta, nó được tạo ra khi mà chúng ta phát hiện ra được cái đáng cười, khi mà chúng ta thấy được cái mâu thuẫn trái với tự nhiên hoặc là mâu thuẫn mang ý nghĩa xã hội trong chuyện cười, thì khi đó cái ý thức, cái logic ở trong chúng ta sẽ phát hiện ra cái sự đối lập giữa hình thức bên ngoài và cái cốt lõi bên trong, từ đó chúng ta sẽ bật ra thành tiếng cười. Và từ những cái đặc điểm mà chúng ta phân tích của cái đáng cười và cái cười, thì chúng ta chia chuyện cười ra làm hai loại lớn. Loại đầu tiên đó chính là chuyện khôi hài. Chuyện khôi hài ở đây có thể thường là chứa những cái mâu thuẫn trái với tự nhiên, tạo ra tiếng cười hài hước. Cái chuyện khôi hài này mục đích chính đó chính là để giải trí, nhưng ngoài để giải trí ra nó cũng mang cái mục đích là để giáo dục con người. Loại chuyện thứ hai đó chính là chuyện trào phúng. Cái chuyện trào phúng này chính là cái chuyện chứa cái mâu thuẫn mang ý nghĩa xã hội, đối lập giữa cái tốt với cái xấu, đối lập giữa cái giả dối với cái trung thực, thì cái chuyện trào phúng này mục đích chính là để phê phán chủ yếu là những cái tầng lớp cao ở trong cái xã hội ngày xưa. Đó là chúng ta vừa đi cái tìm hiểu xong cái thể loại chuyện cười. Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu về cái bài học ngày hôm nay của chúng ta, đó chính là Tam Đại Con Gà. Đầu tiên là về thể loại. Thể loại nó thuộc thể loại chuyện trào phúng. Và như cô đã giải thích ở phần trên, thì chuyện trào phúng nó sẽ chủ yếu dùng để phê phán một đối tượng nào đấy. Và cái nội dung chính của bài này đó chính là cái phê phán thầy đồ dốt. Và chuyện này phê phán thầy đồ dốt như thế nào, cô và các em sẽ cùng nhau đi tìm hiểu ở phần sau. Cô và các em cùng nhau chuyển sang phần thứ hai, đó chính là đọc hiểu văn bản. Trong phần đọc hiểu văn bản này, chúng ta sẽ đi tìm hiểu hai vấn đề chính. Thứ nhất là nội dung của tác phẩm Tam Đại Con Gà. Thứ hai là nghệ thuật gây cười trong cái tác phẩm chuyện cười này. Đầu tiên đó chính là về nội dung.
Cái nội dung đầu tiên chúng ta tìm hiểu đó chính là cái câu mở chuyện. Xưa quanh học trò học hành dốt nát, nhưng trò đời xấu hay làm tốt, dốt hay nói chữ, đi đâu cũng lên mặt văn hay chữ tốt. Vậy qua cái câu mở chuyện này, chúng ta có thể dễ dàng nhận ra được cái nhân vật chính, đó chính là anh học trò. Anh học trò là chủ thể gây cười, là chủ thể chứa đựng cái sự mâu thuẫn ở trong mình. Vậy cái mâu thuẫn trái tự nhiên trong người anh học trò đó chính là gì? Nó được thể hiện ngay ở trên mặt câu chữ của cái lời mở chuyện. Đầu tiên đó chính là xấu hay làm tốt, dốt hay nói chữ. Cái sự đối lập ở trong cái câu nói này ám chỉ ý chỉ những cái người dốt nát nhưng lại thích khoe khoang. Bản thân mình thì rỗng tếch nhưng lại thích khoe ra là mình học giỏi. Cái mâu thuẫn thứ hai đó chính là anh học trò học hành dốt nát đối lập với cái việc lên mặt văn hay chữ tốt. Tức nghĩa là bản thân anh ta học dốt nát nhưng lại rất thích đi khoe khoang rằng mình học hay, học giỏi. Vậy qua hai cái ý này chúng ta có thể rút ra được cái sự mâu thuẫn ở trong cái tác phẩm chuyện cười này, đó chính là sự trống rỗng, dốt nát bên trong đối lập mâu thuẫn với cái sự khoe mẽ lên mặt ta đây giỏi ở bên ngoài. Và cái cách giới thiệu này đã giúp các em đã thấy luôn được cái sự mâu thuẫn ở trong tác phẩm, vừa đặt ra được vấn đề lại vừa gây cuốn hút tò mò đối với người nghe. Thế nhưng ở trong phần giới thiệu này chưa gây ra được tiếng cười, và tiếng cười chưa thể bật ra bởi vì mới chỉ là ở bước giới thiệu, chưa biết được cái diễn biến, chưa biết được cái xung đột mâu thuẫn được diễn ra cụ thể như thế nào trong cái tác phẩm chuyện cười. Và để thấy được cái tình huống gây cười, chúng ta chuyển sang phần thứ hai, đó chính là tình huống gây cười. Cái tình huống gây cười này được diễn ra khi mà thầy trò, cái thầy đồ dốt này nhận học sinh về để dạy. Đầu tiên, đó chính là tình huống thứ nhất, khi thầy giảng chữ kê lần đầu. Khi gặp chữ kê trong cái cuốn Tam Thiên Tự, thầy không đọc được. Mà các em biết rằng cái chữ kê này chính là chỉ con gà. Mà cái cuốn Tam Thiên Tự này là một cuốn sách chữ Hán, 3.000 chữ Hán để dạy trẻ con biết cách đọc, biết cách viết chữ Hán, những cái chữ cơ bản nhất. Vậy qua cái việc này, khi mà thầy không nhận ra được một cái chữ đơn giản nhất ở trong sách, chúng ta thấy được cái trình độ dốt nát của thầy đến mức nào. Đến cái chữ tối thiểu ở trong cái sách dạy vỡ lòng của trẻ mà cũng không biết. Thế nhưng thầy biết mình sai, thầy biết mình không biết đọc cái chữ đấy, nhưng thầy lại không dám nhận. Thầy lại xử lý một cách liều lĩnh. Cách xử lý của thầy đó chính là nói liều. Dù gì là con dù gì. Bây giờ cô và các em sẽ cùng nhau đi phân tích cái câu nói này của thầy. Đầu tiên là dù gì. Cái từ này không phải là từ Hán, mà trong tiếng Việt nó lại không có nghĩa. Vậy trong thực tế là không có cái loài nào là loài dù gì cả. Cái từ dù gì này chỉ là một tiếng vô nghĩa ở trong tiếng Việt. Thứ hai là con dù gì. Con dù gì ở đây là một loài chim ăn thịt cùng họ với cú nhưng lớn hơn. Và khi các em quan sát cái hình ở trên bảng này, nhìn cái hình thù của con dù gì này thì nó giống con cú, chứ nó không hề giống con kê hay là giống con gà của chúng ta. Vậy thầy đã đem một cái từ vô nghĩa để miêu tả, để chỉ, để giải thích một từ có nghĩa. Tức nghĩa là cái sự dốt nát của thầy vừa dốt cái kiến thức ở trong sách vở lại vừa dốt lẫn cái kiến thức ở ngoài. Biết mình dạy sai, biết mình nói sai, nên thầy đã vô cùng thận trọng dặn học sinh phải đọc khẽ. Thầy đã khôn ngoan dự ý đến mức như vậy. Bởi vì sao? Bởi khi học sinh đọc to thì thầy sợ mọi người sẽ biết, sẽ nghe thấy, sẽ biết được cái sai của mình. Và qua đây chúng ta thấy được thầy đồ vừa giấu dốt, dạy sai một cách liều lĩnh nhưng lại vừa thận trọng giữ được cái sĩ diện hão của mình. Và lúc này tiếng cười đã phát ra vì cái câu giảng xuất thần lố lăng của thầy, dù gì là con dù gì. Thế nhưng tiếng cười ở đây mới bắt đầu bật ra, nó chưa thực sự giòn giã và động. Ở những cái tình huống sau thì lúc đấy cái tình huống nó phát triển cao trào hơn, thì lúc đó tiếng cười của chúng ta mới bật ra mạnh mẽ hơn. Kết thúc cái tình huống thứ nhất, cô và các em cùng nhau chuyển sang tình huống thứ hai, là khi thầy khấn thổ công và cho học trò đọc to lời giảng chữ kê lần thứ hai. Và sau khi đã giảng xong cái câu dù gì là con dù gì,
thầy và cảm thấy lo sợ, thầy bắt đầu tìm đến thần linh để cầu xin. Thầy đã khấn thổ công xin đài âm dương. Đài âm dương ở đây là cái đế tiện bằng gỗ cao khoảng 20-30 cm, trên để một cái đĩa có 2 đồng tiền trinh, tiền cổ của Việt Nam, quy định một mặt là ngửa, một mặt là sấp. Như các em quan sát ở trên bảng ở đây, cô lấy ví dụ về một đồng tiền cổ của người Việt Nam. Đây là đồng tiền trinh, và các em quan sát thì đồng tiền nào cũng sẽ có hai mặt. Và khi người ta tung đài âm dương thì người ta sẽ coi một mặt là ngửa và một mặt là sấp. Và khi xin âm dương, tức nghĩa là người xin phải thắp hương khẩn, sau đó cầm 2 đồng tiền giơ lên rồi thả rơi vào cái lòng đĩa. Nếu một ngửa một sấp như trên hình, tức nghĩa là đem khi mà tung lên xuống mà được hai mặt khác nhau, thì tức nghĩa là đã được thần ưng thuận. Và mỗi lần xin như vậy là một đài, người xin âm dương chỉ phép được xin 3 lần, tức là 3 đài. Và về sau khi này người ta sẽ không dùng đĩa để thả xu nhưng vẫn được gọi là xin đài âm dương. Qua cái hành động khấn thổ công và xin đài âm dương này, chúng ta thấy được rằng người thầy của chúng ta lúc bây giờ đang hoang mang tột độ, không dám tin vào lời giảng của mình, phải cầu cứu đến cái sự trợ giúp của thần linh. Và khi được thần thổ công đồng ý cho xin 3 đài âm dương, tức nghĩa là 3 lần tung đều được 3 lần mặt như thế này. Và lúc này thầy bắt đầu đắc chí cho học sinh đọc to cái lời giảng của mình lên, dù gì là con dù gì. Và qua đây, cái việc đắc chí tin tưởng này, chúng ta thấy được rằng thầy là một người huênh hoang khoe mẽ, bản chất bên trong rỗng tuếch nhưng lại rất thích khoe, rất thích lên mặt dạy đời người khác. Và đến đây cái tiếng cười của chúng ta đã bật ra lớn hơn, vì khi cái hành động cầu xin thần linh như thế, thế nhưng nó chưa thật sự giòn giã. Và cái tiếng cười của chúng ta thật sự giòn giã khi mà chúng ta bước qua tình huống thứ ba, là tình huống khi thầy chống chế biện minh với chủ nhà về lời giảng chữ kê. Khi mà nghe thấy tiếng học trò đọc to lên, tiếp nối với cái tình huống lần thứ hai thì học trò vâng lời thầy, gân cổ lên gào, tức là nói rất là to, dù gì là con dù gì, dù gì là con dù gì. Lúc này bố chúng đang cuốc đất ngoài vườn, nghe tiếng học ngạc nhiên bỏ cuốc, chạy vào nhà dở sách ra xem và nói: chết chửa, chữ kê là gà, sao thầy lại dạy ra dù gì là con dù gì. Lúc này thầy đồ bị phát hiện ra dạy sai. Và khi bị phát hiện ra dạy sai thì thầy mới biết cái nghĩa của chữ kê là gà. Và khi biết được kê là gà, thầy cũng thầm nghĩ trong đầu rằng mình đã dốt, thổ công nhà nó cũng dốt nữa. Tức là thầy đã nghĩ đến cái lúc mà thổ công, cái thần khẩu khi mà khấn thần thổ công xin được 3 đài âm dương đấy. Tức nghĩa là so sánh mình với thần thổ công dốt ngang nhau. Qua đây, qua hai cái sự việc này, chúng ta có thể thấy được thầy đồ nhận thức được rằng mình, cái sự dốt nát ở bên trong mình, ở trong cái bản thân mình. Và ngoài cái việc tự nhận thức đấy, thầy còn cố kéo theo một cái đồng minh để bao biện cho mình, bao biện cho cái sự dốt nát đấy. Qua cái câu nói thổ công nhà nó cũng dốt nữa là để châm biếm thần thổ công. Và qua cái việc châm biếm này, tác giả dân gian muốn khuyên nhủ mọi người rằng đừng quá mê tín một cách dị đoan, một cách cực đoan. Bởi vì khi mà quá mê tín như thế thì sẽ dẫn đến những hậu quả rất là đáng tiếc. Và khi bị phát hiện ra dạy sai, thầy đồ đã lập tức nhanh chóng nghĩ ra cái cách giải thích để biện minh cho cách dạy sai của mình. Tôi vẫn biết chữ ấy là chữ kê, mà kê nghĩa là gà. Nhưng tôi dạy thế là dạy cho cháu biết đến tận tam đại con gà kia. Cái lời giải thích này được tìm ra một cách nhanh chóng để biện hộ cho cái sai của mình, cho cái sự dốt nát của mình. Và ở đây chúng ta bắt đầu tiếng cười bắt đầu được bật ra giòn giã hơn. Và cái sự giòn giã này được thể hiện rằng thầy ban đầu thầy không hề biết đó là chữ kê, và thầy càng không biết nghĩa của nó. Thế nhưng thầy lại chống chế bằng cách là tôi biết đó là chữ kê là gà, mà dạy cái cụm dù gì là con dù gì là để cho cháu nó biết tam đại con gà kia, tức là dạy cho cháu biết 3 đời của con gà. Vậy 3 đời con gà là gì? Chúng ta cùng đến với cái câu trả lời thứ hai của thầy đồ. Vậy cái tam đại con gà ở đây có nghĩa là gì? Chúng ta cùng nhau đến với cái câu trả lời thứ hai của thầy đối với chủ nhà. Dù gì là con dù gì là chị con công là ông con gà. Bây giờ chúng ta sẽ quan sát
Dù con dù gì? Con công và con gà. Đầu tiên là con dù gì. Đây, như cô đã giải thích phần trước, dù gì nó không có nghĩa rồi, nó không phải là từ Hán, nó cũng không phải là từ có nghĩa trong tiếng Việt. Nó chỉ là một từ thầy đang bịa ra thôi. Còn đây trên bảng của chúng ta là con dù gì. Con dù gì đấy, như cô đã giải thích, nó là một loài giống con cú nhưng mà lại rất lớn hơn. Còn đây là con công của chúng ta. Đây, con công với cái bộ đuôi rất là dài, rực rỡ. Còn đây là con gà của chúng ta. Cái điểm tiêu biểu mà chúng ta dễ nhận ra thấy được là cái màu và cái bộ bộ lông, cái óng mượt, cái phần lông vàng này của nó. Và các em quan sát rằng con dù gì, con công và con gà nó không hề có một cái sự liên quan gì ở đây. Không thể con dù gì là chị con công được, và con công lại càng không thể là ông con gà được. Và qua đây chúng ta thấy được rằng cái lời giải thích của thầy vô cùng vòng vo, phi logic, và cái đây chỉ là một cái lý sự cùn, một cái lời vô nghĩa. Và qua cái sự trả lời vòng vo, lý sự cùn, vô nghĩa này, chúng ta thấy được cái thầy đồ càng giấu dốt thì lại càng bóc trần cái sự dốt nát của bản thân mình. Và câu chuyện đã kết thúc sau khi chủ nhà nghe được câu trả lời. Dù gì là con dù gì là chị con công là ông con gà. Là bởi vì sau khi nghe câu trả lời đấy, cả chủ nhà lẫn người nghe đều không cần phải hỏi thêm gì, cũng đã biết được cái chân tướng của thầy đồ là một người vô cùng dốt nhưng lại thích giấu dốt. Và qua đây chúng ta thấy được cái tiếng cười đã đạt đến cao trào, một cái sự giòn giã, bởi vì bản thân đối tượng của chúng ta đó chính là thầy đã bộc lộ được cái bản chất giấu dốt của mình. Và thầy không những chỉ giấu dốt, thầy còn bộc ra được cái sự danh mãnh láu cá khi tỏ vẻ rằng mình rất là giỏi giấu cái dốt đấy lại. Và đây chính là một những cái thói xấu vô cùng xấu của những cái người học hành không giỏi, học hành kém nhưng lại rất thích khoe khoang rằng mình là giỏi, mình rất là tốt, mình hơn hẳn mọi người. Sau khi đã tìm hiểu rất là chi tiết về nội dung tác phẩm Tam Đại Con Gà, cô và các em chuyển sang phần thứ hai, đó chính là nghệ thuật gây cười. Đầu tiên, chuyện rất là ngắn gọn, kết cấu chặt chẽ, tất cả đều xoay quanh cái mâu thuẫn dốt nhưng mà giấu dốt. Cái thứ hai là ngôn ngữ chuyện rất là giản dị nhưng rất tinh, nhất là ở phần kết sử dụng yếu tố vần điệu để tăng tính bất ngờ và yếu tố gây cười. Cái câu kết đây chính là gì? Dù gì là con dù gì là chị con công là ông con gà. Đầu tiên chúng ta sẽ phân tích dù gì là con dù gì. Các em có thể dễ dàng nhận thấy cái việc lặp lại vần U với vần Y. Cái thứ hai, dù gì là chị con công, chữ gì với cả chữ chị. Cái thứ ba, con công là ông con gà. Đây, công với ông. Cái yếu tố vần điệu này, nó mang đậm cái chất dân gian, và cái chất dân gian đấy nó lại vừa thể hiện được cái sự bất ngờ và cái sự gây cười cho cả cái tác phẩm. Cái thứ ba đó chính là thủ pháp nhân vật tự bộc lộ. Cái dốt của nhân vật tự hiện ra và tăng dần theo cái mạch phát triển của chuyện cho đến tận đỉnh điểm là cái lúc kết thúc. Cái lúc kết thúc chính là khi thầy tự nói ra một cái câu giải thích rất là phi logic. Dù gì là con dù gì là chị con công là ông con gà. Và cái nghệ thuật cuối cùng đó chính là cái sự phóng đại cường điệu cái sốt, cái liều của nhân vật cho thầy đồ. Và chính cái sự phóng đại cường điệu này mới đem lại cái tiếng cười cho chúng ta. Và cái tiếng cười đấy sẽ được thu lại sau khi học xong cái tác phẩm Tam Đại Con Gà. Vậy là cô và các em đã cùng nhau đi tìm hiểu xong hai phần chính của tác phẩm, đó chính là nội dung và nghệ thuật gây cười. Bây giờ cô sẽ đi tổng kết một vài nét chính mà các em cần lưu ý sau khi học xong bài Tam Đại Con Gà. Đầu tiên trong phần tổng kết đó chính là cái nội dung câu chuyện. Thầy đồ đã dốt, nhưng càng giấu dốt lại càng bộc lộ, thể hiện rõ ra cái dốt, cái đáng cười chê trách. Và qua cái dốt này, vậy để cái thể hiện được cái dốt này, cái sự giấu dốt của thầy đồ, tác giả đã làm gì? Đó chính là cái đặc sắc của cái việc cách giải quyết mâu thuẫn là để nhân vật tự bộc lộ thông qua cử chỉ, lời nói, hành động. Và cái việc phân tích cái để nhân vật tự bộc lộ này, cô đã nói rất rõ ở trong cái phần nghệ thuật gây cười. Và thông qua cái nội dung và cái nghệ thuật này, chúng ta đã rút ra được cái bài học cho mình là
phê phán thói dốt hay nói chữ, dốt học làm sang, dốt lại bảo thủ, qua đó nhắn nhủ đến mọi người rằng phải luôn luôn học hỏi, không bao giờ được giấu dốt. Bởi vì cái việc giấu dốt này là một cái nguy hại rất là lớn, ảnh hưởng đến rất lớn tới mọi người. Và bên trên là ba cái lưu ý rất là lớn về là những cái tổng kết ngắn gọn về cái tác phẩm Tam Đại Con Gà. Bây giờ cô và các em sẽ cùng nhau chuyển qua phần cuối cùng của bài học, đó chính là phần luyện tập. Luyện tập ngày hôm nay chúng ta sẽ thực hiện rất là đơn giản. Cô yêu cầu các em sẽ nối các vế ở cột A với cột B sao cho phù hợp nhất. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau quan sát hai cột A và cột B. Cột A là những cái cột hành động của thầy đồ, còn cột B có thể là những cái từ trạng thái hoặc là tâm trạng của thầy đồ khi thực hiện những cái hành động đấy. Đầu tiên ở cột A sẽ có khi bảo học trò đọc khẽ, khi xin đài âm dương, khi bảo học trò đọc to và khi giải thích cho bố học trò. Ba, bốn cái hành động này sẽ được sắp xếp theo trình tự diễn biến ở trong cái chuyện cười Tam Đại Con Gà. Còn ở cột B là những từ sau: thận trọng, mê tín, đắc chí, thận trọng, sợ hãi, lo lắng và cuối cùng là liều lĩnh. Bây giờ cô và em sẽ cùng nhau xét từng cái hàng một ở cột A. Đầu tiên là khi bảo học trò đọc khẽ. Các em có nhớ khi bảo học trò đọc khẽ thì thầy đồ có tâm trạng nào không? Đó chính là thận trọng, sợ hãi, lo lắng. Khi mà thầy đồ bảo học trò khẽ, tức là ở đây là thầy đang sợ mọi người biết được cái sai của mình, tức là thầy đang rất thận trọng, sợ hãi mọi người biết cái sai của mình, và khi mọi người biết cái sai của mình sẽ bắt đầu chê trách mình. Cái thứ hai là hành động khi xin đài âm dương. Lúc này là thầy đồ đang cầu cứu đến tâm linh. Vậy cái tâm trạng của thầy lúc này là gì? Thận trọng, mê tín. Thận trọng ở đây có nghĩa là thầy đang muốn đảm bảo rằng cái lời giảng của thầy rất là đúng, là lời giảng của thầy là đúng đến nỗi thần linh cũng phải đồng ý. Và đương nhiên rồi, nó cũng sẽ thể hiện cái sự mê tín mà như cô đã giải thích ở cái phần nội dung. Hành động thứ ba của thầy đồ khi bảo học trò đọc to, tức là lúc này là sau khi được thần thổ công đồng ý cho ba đài âm dương, thầy bắt đầu bảo trò đọc to, tức là lúc này thầy đang đắc chí, huênh hoang về cái lời giải của mình, mặc dù cái lời giải đấy vô cùng sai. Và hành động cuối cùng, khi giải thích cho bố học trò nghe, đương nhiên rồi, đây là một sự liều lĩnh của thầy đồ, khi dám giải thích rằng dù gì là con dù gì là chị con công là ông con gà. Thông qua bài tập trên này, cô hy vọng các em sẽ nắm rõ được các hành động chính của ông đồ, cũng như cái tâm trạng, trạng thái lúc bấy giờ, cái lúc mà khi làm cái hành động đó của ông đồ. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Cô cảm ơn các em đã theo dõi bài giảng của cô. Chúc các em có một sức khỏe thật tốt và nhớ theo dõi những bài giảng lần sau của cô. Khóa học Việt Jack, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Jack.